Xin chào tất cả các bậc phụ huynh, xin chào tất cả các con thân yêu. Các con ơi, chúng mình nghỉ học ở nhà, chúng mình có thấy nhớ các cô không? Các cô thì thấy rất là nhớ các con đấy. Chúng mình có biết vì sao chúng mình lại phải nghỉ học ở nhà không nhỉ? À, đó là do dịch bệnh Covid đang diễn ra rất là phức tạp, nên cô và chúng mình không thể đến trường được đấy. Trong kỳ nghỉ dịch ở nhà, không biết là ông bà, bố mẹ đã hướng dẫn chúng mình một số cách để phòng chống dịch bệnh hay chưa? Hôm nay, cô Hương sẽ hướng dẫn chúng mình cách rửa tay bằng nước rửa tay khô đúng cách nhé. Chúng mình hãy cùng quan sát xem cô Hương hướng dẫn chúng mình như thế nào nhé. Trên tay cô, đây là chai nước rửa tay khô. Bước 1, cô lấy một lượng nước vừa đủ vào lòng bàn tay. Xoa hai lòng bàn tay vào với nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay lên mu bàn tay và các kẽ ngón tay. Đổi tay. Bước 3, xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4, chuông các đầu ngón tay vào lòng bàn tay, chà sạch mặt ngoài của các ngón tay. Bước 5, đặt ngón tay cái vào giữa lòng bàn tay, nắm lại, xoay tròn, thật sạch các ngón cái nhé. Đổi tay. Bước 6, chuông các đầu ngón tay xoay tròn lòng bàn tay. Và cô đổi tay nhé. Vậy là cô Hương đã có đôi bàn tay sạch đều bằng nước rửa tay khô rồi đấy. Các con ạ, ngoài rửa tay bằng nước rửa tay khô thì hàng ngày chúng mình còn phải rửa tay bằng xà phòng này theo 6 bước mà hàng ngày các cô đã hướng dẫn chúng mình nhé. Các con ơi, chúng mình có biết những lúc nào thì chúng mình cần phải rửa tay không nhỉ? À, đó là sau khi chúng mình chơi đồ chơi xong này, khi tay chúng mình bị bẩn này, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, để chúng mình cùng giữ gìn vệ sinh và phòng chống dịch bệnh thật là tốt nhé. Vừa rồi cô Hương đã hướng dẫn chúng mình cách rửa tay bằng nước rửa tay khô đúng cách rồi đấy. Chúng mình thấy có vui không nào? À, chúng mình thấy rất là vui và thích thú đúng không nào? Sau video hướng dẫn này của cô, mong rằng các con sẽ thường xuyên rửa tay bằng nước rửa tay khô để chúng mình cùng phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid nhé. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Mong rằng các bậc phụ huynh sẽ hướng dẫn các con cách rửa tay bằng nước rửa tay khô đúng cách để cùng phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh một cách có hiệu quả nhất. Xin chào tất cả các bậc phụ huynh, chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở những video sau nhé. Chào tạm biệt.